Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Và thưa quý vị, tiếp tục trong các bản tin địa phương thì mới đây cảnh sát ở tại North Carolina cho biết đã chính thức bắt giữ và truy tố một người từng là y tá nhưng mà bây giờ đã bị phát hiện là đã cố gắng giết chết 3 bệnh nhân khi mà ông ta chăm sóc. Đây là Jonathan Hayes, 47 tuổi thưa quý vị, từng là y tá cho cái bệnh viện ở tại Winston-Salem. Tuy nhiên, phía bệnh viện chính là nơi mà đã gọi cảnh sát sau khi mà liên tục có 2 trong số 3 bệnh nhân ông này ổng chăm sóc đó bị chết một cách đột ngột. Đó là vào ngày 1 tới tháng 12 đó, ông ta đã chích một cái liều insulin quá liều cho bệnh nhân tên là Pamela Little. Và sau đó ngày 5 tới tháng 1, bà Gwen Crawford và ngày 22 tới tháng 1, bà Vicky Linfeld. Thì hai cái người phụ nữ cuối cùng đó do bị chích insulin quá liều mà chết. Riêng cái người đầu tiên ngày 1 tới tháng 12 đó thì bà may mắn là được cứu chữa kịp thời. Thì liên tục trong một khoảng thời gian quá ngắn như vậy, và đặc biệt đều là bệnh nhân của ông này, mà phía bệnh viện mặc dù họ không nói là ba người phụ nữ này được chữa trị cái bệnh gì trước đó, nhưng mà chắc không phải là những cái bệnh mà hiểm nghèo. Cho nên cái việc mà tự dưng hai người bị chết như vậy, bệnh viện họ đã tự mở cái cuộc điều tra nội bộ. Và sau khi mà họ thấy là nghi ngờ cái tên này đó, họ đã âm thầm liên lạc với cảnh sát và sa thải cái tên này. Và phía cảnh sát chứng thực là y đã khai là y đã giết ba người phụ nữ này. Nhưng mà đến bây giờ đó y vẫn không có khai là cái nguyên nhân vì sao y lại muốn giết bệnh nhân mà mình chăm sóc. Và qua cái lời khai của y và cái cách mà y làm thì cảnh sát bây giờ họ nghi ngờ là còn có thêm những cái nạn nhân khác nữa mà chỉ là bệnh viện không có phát hiện ra thôi. Bản tin này, cư dân Westminster và Fan Valley cũng rất là quan tâm sau khi OC Register KTLA cũng loan tải, thưa quý vị. Một bé gái không biết gốc Việt Nam, gốc Mễ, da trắng, bởi vì tên của em 14 tuổi mà. Bé gái học trường Fountain Valley, có nghĩa là em phải là cư dân Fan Valley. Nhưng mà không biết vì lý do nào, hôm qua thứ ba, em lại xuất hiện ở trường Westminster High School, gọi một bạn khác đi vào trong restroom, nhà tắm, nhà vệ sinh đó, mang ra một cây súng, mà trong cây súng đó trong đó có đạn. Cảnh sát Westminster ngày hôm nay không cho biết súng loại gì, nhưng mà loại súng tay, súng ngắn đó, trong đó có đạn. Thì chắc có lẽ là người bạn gái đó không biết cho nên sợ quá hô hoán lên. Thế là nhân viên nhà trường Westminster ngay lập tức yêu cầu lấy cây súng này đi và gọi cảnh sát Westminster đến. Trên rum bang cái chuyện này vào ngày hôm qua, đến hôm nay chúng ta biết được thêm các chi tiết đó, là hiện nay bé gái 14 tuổi này đang bị truy tố về tội sở hữu súng bất hợp pháp. Thứ nhất, nhiều tội lắm, mang súng vào trường học. Câu hỏi đặt ra là tại sao ngày hôm qua có lớp học hay không? Em không đi học ở Fountain Valley mà tại sao sang Westminster để làm gì? Mang súng vào đe dọa hay là mang súng để khoe hay để làm gì? Em gốc người gì? Rất là phiền vào thời điểm xảy ra nhiều vụ liên quan đến súng ống, thưa quý vị. Trong khi đó thì thật nhanh chúng tôi giới thiệu một lần nữa Vũ Hội Hóa Trang, thưa quý vị.
Vũ hội hóa trang tổ chức vào ngày Chủ nhật 30 tháng 10 sắp tới, từ 7 giờ tối tới 12 giờ sáng, đặc biệt là có dinner ăn tối lúc 7 giờ và chương trình ca nhạc bắt đầu lúc 8 giờ 30 với Ý Lan, Đôn Hồ, Hồ Hoàng Yến, Mai Thanh Sơn, Angel Gia Hân. Mời quý vị cùng tham gia. Mọi chi tiết liên lạc với Song Linh 714-260-4569. Và đó là các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Chiều hôm nay chúng tôi trở lại cùng với Đinh Quang Anh Thái đề cập đến cái vấn đề hiện nay giữa Đảng Dân Chủ, trong đó có một bức thư gửi đến để yêu cầu ông Biden nói chuyện trực tiếp với Putin, và tình hình ở Ukraine ngày hôm nay như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.